Nhiều người ở Đồng Nai vô tình ăn thịt chó dại. Ngành Y tế huyện Trảng Bom khuyến cáo những người đã ăn thịt chó tới cơ sở y tế để được hướng dẫn, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận ổ dại trên chó tại xã Cây Gáo. Chủ hộ là ông S nuôi 4 con chó, trong đó 3 con đã được tiêm vaccine phòng dại, một con mới đẻ chưa tiêm phòng. Theo kết quả điều tra dịch tễ trưa ngày 26 tháng 4, con chó chưa được tiêm có biểu hiện hung dữ, hai mắt đỏ và cắn vào tay của ông S và hai người hàng xóm. Con chó bị ông S đập chết rồi đưa cho ông T mang ra cơ sở giết mổ của ông A để làm thịt. 3 người bị chó cắn đã đi tiêm vaccine phòng dại huyết thanh kháng dại. Tuy nhiên, ông A là chủ cơ sở có tiếp xúc với dịch tiết của chó dại chưa đi tiêm vaccine. Khi phát hiện, ngành y tế địa phương đã yêu cầu 3 người bị chó cắn tiếp tục tuân thủ phác đồ điều trị. Riêng ông A và những người đang thịt chó được vận động đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine. Những hộ nuôi chó xung quanh nhà ông S đã được tiêm vaccine phòng bệnh dại. Ngành y tế địa phương yêu cầu các hộ nuôi chó phải tiêm vaccine dại cho chó và theo dõi. Nếu như có bất thường phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không nên ăn thịt chó vì có nhiều rủi ro cho sức khỏe. Đây là thói quen không tốt nên từ bỏ. Cụ thể, việc sử dụng thịt chó làm thực phẩm trong điều kiện nuôi, giết mổ, bảo quản như hiện nay, nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm rất cao. Người dùng có thể gây tử vong nếu sử dụng thịt chó bị nhiễm bệnh dại hoặc những vi sinh vật gây bệnh khác.